Đây là bạn Tường Vũ nhé. Tường Vũ đang bỏ hoa vào chậu. Con thấy cái hoa này nở rất không? Có. Đây, nhìn đi, những bông hoa khác có phải cũng đang dần nở ra không? Đúng rồi, còn đang dần nở ra. Cái sao rồi sao nữa? Còn đúng là nó đang dần nở ra không? Bố phải bỏ mấy cái bông hoa này ra sạch, ra sang nhau đi. Thấy những bông hoa dần nở ra chưa? Dần nở ra rồi răng nữa. Đúng rồi, phải không? Bỏ cái này trồng vô nước sâu đi. Bà ơi, bà con mày bông hoa đi dân nở ra bên đi. Thấy chưa? Trong sâu ha, con đừng ngần nhận sữa thành rồi nở này. Thì đây là hoa tan đây rồi này, hoa tan hoa chim đây rồi này, con thấy chưa? Hành dân nở ra và hành tan chưa? Rồi tan. Rồi nhưng mà đâu vừa nở nó, nó phải có thêm cái tròn nữa mà. Thì thôi, mày không quay này nha.